đứa em này lại thích mình. Mà trong khi đó thì mình mấy đứa em thì không có nghe được, mà sao mấy em lại thích mình? Em không nghe chị nói thôi, em thích chị. Em không nghe. Nhưng mà sao em thích chị, em thích chị. Làm sao? Thấy, nhìn thấy. À, em nói là nhìn thấy. Em làm nghề gì? Làm nghề gì? À, đồ kẹp tóc. À, đồ kẹp tóc. À, đổi vô. Chắc 11 tôi đi học qua một cái khóa làm dấu cho người khiếm thính quá. Mình cái đó mình cũng tôn trọng mấy đứa em á. Mình làm cái đó cũng tốt á, mình đi học cái đó cũng tốt. Để cho 11 mấy đứa em lợi cái mình tiếp mấy em. Đó. Đây, Cát Thi đang trộn cho mấy em. Mẹ. Dạ. Không được. Mà bà nội, cái khuyết điểm của ta rồi. Ý nó không biết. Nó nói tụi em là BD, dễ thương ừ. Dối cha. À, ai điện kìa? Mấy đứa em nó đâu, nó tội nghiệp quá ha. Thấy thương quá ha. Mấy em đang ở đâu? Ở đâu? Quận 8 à. Ở chung luôn hả? Quận 8. Mà quận 6. Quận 7. À, 4 đứa. Ở riêng quận 8, quận 7, quận 6. Ok, 6, 7, 8. Trời ơi trời. Bởi vì á, cho nên nhiều khi á thấy những người như thế này nè, Cát Thi rất là tôn trọng và nể người ta. Vì người ta không được may mắn như mình, nhưng mà họ vẫn có cái điều tích cực để họ sống. Lột ra giùm chị, ừ. Hả? Có thể là họ nói bánh tráng phải không? Họ nhìn thấy. Xem lét sao mà con phim xét hoài vậy xem lét? Có coi đâu mẹ. Chứ mà con cái gì vậy? Cái TikTok nè. Ôi nhưng mà sao chị coi có mấy bài trên trọng? Có mấy bài. Mấy bài vậy? Nó muốn lấy mấy bài đó con. Đây Cát Thi để trộn cho mấy em. Đó. Mọi người biết không? Nhiều khi á thấy mấy em Cát Thi rất là mến mộ mấy em luôn á. Vì Cát Thi thấy á mấy em á là một người như thế này. Nhưng mà mấy em vẫn tích cực sống từng ngày để giúp ích cho xã hội. Cái điều đó điều may mắn mà Cát Thi thấy là có ở trong mấy tụi em. Chưa chắc gì mình lành lặn mà mình làm được như tụi em. Đi đâu? Mày đi khách hả? Xem lét có người kêu đi khách. Mọi người tin nổi không? Mày lo mày bán, mày để mất tiền nữa đi. Rồi mày lấy tiền đó mày trả nợ cho người ta. Rồi mày nói mày mất. Thơm quá. Hello, You can, you go. Phải you now, cũng vậy luôn hả? À, cũng vậy luôn. Ok em. Thank you. Nói được kìa. Ha, người ta nói được chập chững thôi. Đây là cậu thanh niên rất là đẹp trai của Bình Giang. Đây, để lấy thêm cái bao đổ cho em nè. Đây. Cầm cho chị, cầm cho chị. Một cái đũa nữa, ok em. Lưu ta đo đũa nó hà. Đi. Má. Đây đi chị trộn lại cho.
thơm tỏi ghê á. Bình Chánh có cá thi đổi ra là thấy thơm tỏi đầu tiên á. À, cầm giùm chị ha. Thực sự mình á, mình là người lành lặn mà chưa chắc gì mình sống tích cực bằng họ đâu. Thấy họ sống rất là tích cực và họ rất là dễ thương. Trong cuộc sống của họ á, họ như vậy, họ không suy nghĩ nhiều. Gì vậy gì con? Đây chị mới mua nhỏ, chị mới ra nè mẹ. Đâu vậy con? Đây là kẹo xoài muối ớt nè, ngon lắm. Ai nghe được tiếng luôn? Trời cô, em nghe được tiếng của nó luôn. Em nghe được chứ. Hay nó nhà nó nuôi bị một bầy rồi chị. Vậy hả? Đây nè, đó mọi người, đây là gì vậy? Sợ gãy mũi mà. Nó mới sợ mũi đó con. Gì à? Ngon không? Ngon. Ngon, ngon. Dễ thương quá à. Bự phải không? Bự, bé nó nói nhiều. Nhiều mà ngon. Đây, có thể phải trộn cho em này nữa. Bỏ vô đi này, ok. Ok. Đâu? Không phải đâu. Thấy mấy em thấy thương quá. Mẹ thương hoài. Con mẹ không thương, mẹ thương mấy chị hoài. Làm mẹ chứ. Tao thương mày, tao tốn tiền quá. Ok. Ok, ok, đây đi. Đây. Đây này, đây đây đi chị chụp vậy. Ok. Nghe luôn. Qua đây chị tiếp xúc với tụi em cái coi. Tụi em lao động như thế nào nè? Dạ, em lao động tay chân. Em làm việc gì? Em hả? Em làm người. Em làm người hả? Dạ. Nhưng tại sao em nói đi chuyện được với nó vậy ta? Em hiểu tiếng nó. Em hiểu tiếng của nó luôn hả? Dạ. Hay vậy? Hay vậy đó chị. Xuất sắc luôn ha. Hay vậy trời. Em ăn cái gì vậy? Gà. Sung gà. Đúc miếng. Em ăn không có miếng BD luôn á. Em ăn không có một miếng BD luôn, chị nói thiệt với em luôn á. Rồi em làm BD, em có phải BD không? Phải, bó thầy tớp. Hả? Em bó thầy tớp. Mén. Mén. Mày thiếu điều bà ngoại, tao mày nói mày mén. Mày không có tí xíu nào mén luôn á. Rồi em làm BD vậy, rồi gia đình em có biết không? Không lén. Gia đình không biết luôn. Trời ơi mọi người ơi, YouTube ơi. Có ai biết em này là BD không? Em nói là nguyên gia đình em không ai biết, em không ai biết em là BD luôn á. Nhiều khi BD em trong người, BD của em á nó nặng quá đó. Người ta bỏ luôn, người ta không muốn nhớ tới BD luôn, cho nên người ta không muốn biết em là BD luôn đó mọi người. Đúng không em? Cái nồng độ BD em dạo này lên được bao nhiêu số rồi? 200. 200. Cao quá. Chuẩn bị nổ luôn. Chuẩn bị nổ luôn hả? Không em, BD đó người ta gọi BD nổ nha. Còn em chưa nổ cho nên em nói đừng chuẩn bị nổ nghe em. Rồi em là BD luôn. Em không phải BD. Sao có nết? Mọi người, em nó nói á, nó em nói nó em nó không phải em nó BD mà em nó ăn gì nè. Vừa lòng tao lắm. Không phải BD. Ủa con trai là ăn cái mốt vậy hả em? Đúng không con? Ý, con nói chuyện với lại con thấy chú này là cô hay là chú? Không có con gái nào ngồi vậy á, con nghĩ là cô. Con? Không, cũng không phải là cô nữa. Chứ cái gì? Chị. Chị tên gì nè, con thấy nếu mà chị là con gái mà chị tên là chị tên gì nè? Dạ, con cũng không biết nữa. Quế Mai. Trời ơi, sao Quế Mai nhiều người tên Quế Mai lắm quá vậy mẹ? Lộn xộn trong giới tính thì sao? Quế Mai hoài luôn. Thì không phải lộn xộn trên tên tuổi thôi. Con đừng đạp chân vô lưng đừng có cụ lẳng của mẹ. Để chân qua đây. Ủa?
Rồi tụi em làm gì, làm công việc gì? Làm cho tâm bình. Làm gì? Chợ vải. Chợ vải cũng được ha. Còn em làm cái gì? Bóng văn phòng. Em là bóng văn phòng. Và mọi người ơi, em này là bóng văn phòng mọi người. Em không biết nha, em này nói đợi cái em bắt chước em nói theo nha. Còn em làm cái gì? Bảo vệ trường học. Bóng bảo vệ. Cái này mới nặng mới đau nè. Bóng mà bóng bảo vệ. Rồi lúc đó má ơi, má cầm súng má la lên á, súng kìa. Đúng không? Bà làm bảo vệ bà nói á mẹ ơi súng kìa, cây súng em thù lùi à. Rồi nó có hai viên đạn bắn sao em? Cất rồi chị. Em cất hả? Ờ, còn cây không à? Chơi súng giả không chị ơi? Chơi súng giả không à? Em nó cũng biết chơi đồ điện tử dữ nghe. Được quá trời được rồi nè. Em cười hay em khóc vậy? Em cười đó. Không có khóc nè má. Dạ. Trời ơi, cái mặt sáng trưng hà. Sáng trưng hà. Cái gì con? Ủa? Sao? Chú chưa đọc thử suy nghĩ của con hồi nãy. Thấy chưa, nó con nít mà biết cách nói chuyện không? Chú đọc thử suy nghĩ của cái con hồi nãy đi. Con nào? Thì cái con hồi nãy em kêu đó. Con. À. Nó không có nói cho nên chú không có đọc được. Ủa vậy sao chú nghĩ được? Bây giờ con giả bộ con nói, con nói tiếng của nó đi. Trời ơi. Giống. Không con. Y chang luôn. Không có giống được. Ờ đúng rồi. Vậy mới giống đó con, làm lại đi con, làm lại. Đó, vậy đó mới giống đó con. Không chứ hiểu là... gì chứ. Không hiểu. Em hiểu tiếng chó thôi, em đâu hiểu tiếng heo đâu. Xui đi. Hai mẹ con mình đi tình tính tan đi con. Hello YouTube chuyên nghiệp. Thôi mẹ